Trong video trước thì mình đã chia sẻ với mọi người cái cách để chúng ta có thể trải nghiệm cái tựa game Titan Hunter, tựa game mà ra phiên bản là Mainnet này, một tựa game rất giống với Minecraft. Thì anh em cũng biết được cái cách để chúng ta có thể là chơi game này, đăng ký tài khoản, liên kết ví MetaMask, cũng như là có thể bắt đầu chơi hoàn toàn free được rồi, không cần bỏ cái gì, không cần bỏ vốn gì mà. Và chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền đúng không ạ? Ok. Thì trong cái video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người là top 3 cái cách để chúng ta có thể chơi game kiếm tiền cùng với Titan Hunter. Ok, mọi người cùng theo dõi video này nhé. Ok, thì trong cái video này thì sẽ là 3 cái cách để chúng ta chơi game kiếm tiền và cùng với Titan Hunter. Thì đầu tiên là free to play, thì anh em sẽ chơi game này, kiếm ra được vàng, các viên đá cũng như là ngọc. Và chúng ta sẽ dùng các viên vàng này, đá này, ngọc này để rèn ra các item. Thì các item này là năn NFT. Và sau đó chúng ta sẽ dùng cái đồng Titan để audit các cái item năn NFT này thành các cái item NFT. Và khi đã sở hữu cái item NFT rồi thì chúng ta bắt đầu có thể earn được, play to earn được nhá. Ok, cách thứ hai là chúng ta sẽ mua các cái cheat summon này này bằng cái Titan để mở ra các item NFT và chúng ta bắt đầu earn được luôn. Và cách thứ ba là chúng ta sẽ mua bán các cái item NFT này trên marketplace của Titan Hunter. Nhưng hiện tại thì marketplace chưa mở nên là anh em chưa thể nào thực hiện cách thứ ba được. Thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách đầu tiên là chúng ta chơi hoàn toàn free trước. Khi mà chúng ta chơi giỏi rồi, chơi xuất sắc rồi và chúng ta thấy là ok, có thể là kiếm tiền được cái game này thì chúng ta mới bắt đầu nhá. Ok, thì trong video cũ ấy thì mình đã chia sẻ mọi người cách đăng ký rồi, con deck quality cũng như là có thể bắt đầu chơi được rồi. Thì nếu bạn nào mà chưa biết thì các bạn có thể làm lại nhé, xem lại video cũ này và bạn đăng ký lại rồi các bạn sẽ login thôi. Đây mình có tài khoản rồi, mình sẽ login này. Thì mình cũng nhập email vào như bình thường thôi. Bạn nhập password vào. Ok, rồi các bạn sẽ kết nối ví MetaMask. Thì MetaMask, ví MetaMask thì mà các bạn nào chưa biết cách sử dụng ấy, thì mọi người cứ search Google cái là ra thôi, hướng dẫn cách sử dụng ví MetaMask. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ lại này. Trong Titan Hunter nó sẽ có hai dạng NFT, đầu tiên là năn NFT, là thứ hai là NFT. Thì trong đó có gun là súng và gear là các cái vật phẩm bổ trợ cho cái nhân vật của chúng ta. Thì đầu tiên là về năn NFT chứ nhá. Thì mọi người có thể thấy là năn NFT này để có được năn NFT thì chúng ta sẽ chơi hoàn toàn free thôi và chúng ta sẽ không thể nào kiếm được earn được cái Titan khi mà chúng ta sở hữu các năn NFT này. Ví dụ như gun của mình này có các khẩu súng level 1 này. Đó, các cái chỉ số, các cái thông số. Ok. Thì đây thì khi mà chúng ta có các cái NFT này thì chúng ta có thể audit để chúng ta chuyển sang cái NFT được. Đó. Khi mà cái vật phẩm mà nó audit mà nó tối này là chúng ta sẽ không thể rè, không thể audit để chuyển từ NFT thành NFT được nhá. Chỉ những vật phẩm nó sáng lên chúng ta mới audit được thôi. Tương tự như bên kia này. Đó, bên kia cũng có các vật phẩm. Thì các vật phẩm này thì chúng ta thấy là khi mà có hiện chữ audit này, approve audit này, chúng ta sẽ audit được. Và thì để audit được ấy, thì chúng ta cần chơi game. Chơi game chúng ta sẽ mang đi rèn. Rèn tức là chúng ta kiểu là khai thác á, rèn đá đập đá ra để ra các phẩm năn NFT này. Thì ok, thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ mọi người là cách để rèn ra các năn NFT và từ năn NFT này chúng ta audit để thành các NFT nhá. Ok. Đó, để chuẩn bị rèn cũng như là audit thì chúng ta cần phải chuẩn bị là token Titan này để làm phí để chúng ta audit và BNB làm phí gas cho mạng của Binance Smart Chain. Thì đây mình đã chuẩn bị 800 cái đồng Titan này rồi. Thì để mua Titan thì mọi người lên cái trang chủ nhá, titanhunter.io này. Thì mọi người sẽ ra được cái trang chủ và họ sẽ có contract chính xác họ luôn. Thì mọi người sẽ copy contract này, mọi người paste qua bên này thì mọi người dám là chúng ta sẽ ra được titanhunter. Thì mình thường sử dụng cái Pucoin này để chúng ta có thể xem chart cũng như là mua bán được luôn. Thì mình đã mua 800 cái Titan rồi. Thì các bạn ấn phần tab trade này. Đó, thì bạn sẽ paste cái token Titan vào đây. Đó, mình sẽ mua đúng không ạ? Mình sẽ sử dụng cái đồng là đồng ví dụ BUSD chẳng hạn hoặc là đồng BNB tùy mọi người. Mình sẽ mua đồng Titan. Thì giá hiện tại khoảng lúc mình mua là 1400 Titan là 16 đô. Thì thực ra với con số 16 đô đầu tư ban đầu để chơi bắt đầu earn ấy, cực kỳ rất là rẻ luôn rồi so với một số cái tựa game hiện tại trên thị trường. Thì hiện tại giá nó đã tăng lên một chút mà các bạn tầm phải 18 19 đô gì đấy chúng ta sẽ mua được 400 cái token Titan. Thì có 400 cái token Titan này rồi thì chúng ta mới có thể là chúng ta audit được, bởi vì các cái vật phẩm common ấy là chúng ta sẽ audit. Ok, thì ở đây nhá,
Thì mọi người có thể là các cái vật phẩm audit ở đây mình sẽ chọn này, các cái vật phẩm mà ấn audit được thì chúng ta mới audit được nhá. Và chúng ta trước khi audit thì chúng ta sẽ rèn rèn cái từ đá, rèn đá thành các vật phẩm nano trước, thì chúng ta sẽ vào cái app trong game mình ta rèn nhá. Ok, chúng ta sẽ log in cái tài khoản chúng ta vào trong game. Ok, sau khi đăng nhập xong thì chúng ta sẽ đi rèn nhá. Rèn ra các vật phẩm 5 NFT. Có hai bước này, rèn ra vật phẩm 5 NFT trước, sau đó chúng ta sẽ dùng Titan để audit từ 5 NFT thành NFT và chúng ta sẽ bắt đầu earn được. Đấy, thì đây mình thấy các cái vật phẩm của cái nhân vật của mình này, thì mình có thể xem các vật phẩm mình đã có nhá. Thì chúng ta sẽ qua bên này để rèn. Đó, đây thì hôm trước mình chia sẻ rồi, nó sẽ có các cái crafting, tức là các chế tạo từ các cái viên đá common này, ray này. Cái độ hiếm càng cao thì chúng ta cần phải nhiều viên đá để càng càng nhiều loại đá khác nhau để chúng ta rèn. Thì đây mình sẽ rèn cái viên cái đá ray nhá. Thì hiện tại sẽ yêu cầu là cần 750 vàng này, 20 cái viên ngọc màu tím tím này và 20 cái viên đá màu xanh. Thì chúng ta có thể rèn nhá. Thì các cái viên ngọc này chúng ta có thể chơi hoàn toàn free để kiếm được. Khi mà chúng ta chơi free kiếm được đủ rồi chúng ta mới mang đi rèn nhé. Ấn vào craft này, nó sẽ đập ra được một cái equipment, là một cái thiết bị nào đó. Chúng ta sẽ đây 2 sao đúng không ạ? Thì mình sẽ quay lại này, mình vừa rèn rồi đúng không? Mình tìm, nếu mình tiếp tục rèn tiếp thì mình sẽ rèn một lần nữa, mình sẽ rèn 2 lần này để ra vật phẩm gì. Wow, được một cái mũ. Ok, mình sẽ quay lại, quay ra để sang bên này xem cái vật phẩm của mình. Đó, ở bên này thì chúng ta sẽ thấy là cái vật phẩm mà chúng ta vừa rèn. Đây, cái mũ level 1 đây đúng không ạ? Thì có các cái chỉ số như thế này. Và cái mũ hiện tại đang dùng các chỉ số như này thì mọi người có thể dùng các cái chỉ số nào. Ví dụ đây là phần ray thì nó sẽ là hiếm hơn. Thì chúng ta, một là chúng ta sẽ ấn equip này, là chúng ta sẽ sử dụng cái vật cái mũ này. Chúng ta có thể upgrade. Thì upgrade thì mình chia sẻ sau này. Vật phẩm thứ hai mình vừa được là một cái này gọi là cái gì? Đó, chúng ta có thể sử dụng cái này này. Đây, ray này, các độ hiếm rồi các thứ power năng lượng của nó thì chúng ta có thể dùng sử dụng. Đó. Ok. Thì đây là các vật phẩm 5 NFT nhá, để rèn ra các vật phẩm NFT ấy. Đây là rèn ra 5 NFT. Còn để tiếp theo mà chúng ta cần là chúng ta cần phải audit ra các vật phẩm NFT. Thì chúng ta sẽ ra ngoài cái app ở trên web nhá. Ok, chúng ta sẽ load lại các cái vật phẩm mà chúng ta đang sở hữu, là các vật phẩm 5 NFT, để chúng ta audit thành các vật phẩm NFT. Đó, thì ở đây có các thiết bị này, hai cái mình vừa rèn ra là cái equip level 1 và level 1 này 2 sao này, là cái độ hiếm là ray đó. Thì chúng ta có thể là approve to audit. Đó, mình sẽ phải cân nhắc rất là kỹ nhá, mình phải xem các chỉ số của nó ok hay không, có đáng để chúng ta audit hay không. Đó, chúng ta check với các cái chỉ số khác. Đó, cái mũ này, cái defense này, power này. Đó. Hoặc là chúng ta sẽ sử dụng audit một cái khác chẳng hạn. Ở đây thì cái ray này thì chúng ta rare này chúng ta sẽ cần phải là 800. 800 cái đồng titan để chúng ta có thể audit được. Còn các vật phẩm của common này này, đây là common nhá. Đây là rare này. Common này chúng ta chỉ cần là 400 thôi. Chúng ta sẽ approve để cho phép nó audit. Khi mà audit thành công thì chúng ta sẽ có được các vật phẩm NFT nhé. NFT bên này thì chúng ta sẽ có thể là bắt đầu earn được rồi. Chúng ta đợi audit xong. Đó, phê duyệt xong chúng ta sẽ ấn audit này. Đó, chúng ta sẽ dùng 400 titan để audit cái item từ level 2 này, đang ở level 2 này, cái áo này lên cái vật phẩm từ 5 NFT sang NFT có chữ NFT màu tím này là ok. Chúng ta sẽ convert này, là chúng ta sẽ chuyển đổi. Chúng ta sẽ mất 400 cái titan nhá, tầm khoảng 17 18 đô đó.
và chúng ta mất một chút phí ga của BRB nữa để chúng ta có thể mình có thể tăng tốc đây này. Ok xong rồi. Đó, chúng ta đợi thôi, đợi nó hiển thị thành công là xong. Đó, vậy là chúng ta đã audit một đây. Audit item successful. Chúng ta đã audit thành công rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang tab NFT này để họ mình sẽ load lại nhé. Load lại để cho nó hiển thị được cái vật phẩm NFT của chúng ta. Và khi mà đã có NFT này thì chúng ta có thể hoàn toàn là kiếm được cái đồng Titan khi mà chúng ta chơi game. Một đặc điểm mọi người lưu ý là khi mà chúng ta có sở hữu rất là càng nhiều cái vật phẩm các item NFT ấy, thì cái tỷ lệ drop rate tức là tỷ lệ mà khi chúng ta sẽ thu thập được nhiều cái đồng Titan khi mà chúng ta chơi game vượt các ải và đánh các boss. Đó, bạn thấy không? Chúng ta đã sở hữu một cái item NFT rồi và chúng ta sẽ quay lại game nhé, quay vào game để chúng ta bắt đầu chơi để xem là chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu đồng Titan này. Ok, chúng ta là vào lại game để chúng ta xem là các vật phẩm của mình đã có chuyển thành NFT chưa? Cái vật phẩm NFT của mình đó. Thì bạn thấy level 2 đây đúng không ạ? Chúng ta đã hiện cái NFT đây rồi. Đó, nó có hiện chữ NFT màu đỏ đấy ạ. Đây. Màu đỏ ở góc này. Thì chúng ta ngoài cái việc là chuyển từ non NFT sang NFT, chúng ta có thể là upgrade tức là nâng cấp các cái chỉ số của nó nữa. Đây mình có thể upgrade đây. Mình sẽ sử dụng 70 cái vàng này để upgrade này. Đó, ok, upgrade lần nữa lên 90. Đó, mình càng kiếm được nhiều thì cái chỉ số mình càng khỏe, thì chúng ta level càng cao thì chúng ta sẽ dễ dàng để chiến thắng trong các trận đấu. Hiện tại thì chúng ta có thể thấy là cái NFT của mình đã 1 trên 9 rồi nhá. Các bạn thấy phần trên cùng ở giữa này, 1 trên 9 này và tỷ lệ rớt là 10% này. Đó, thì chúng ta bắt đầu vào game để toàn chiến đấu nhé. Ok. Ok, đó, thì nhân vật của chúng ta đây. Chúng ta sẽ bắt đầu đánh các nhân vật này. Thực ra lối chơi rất đơn giản nhưng mà cực chơi khá là nghiện đó. Chúng ta cứ chơi dần và tiêu diệt đối thủ thôi. Các bạn lưu ý là khi mà có cái viên quả mìn mà chúng ta đầy, chúng ta có thể cho nổ được để tiêu diệt đối phương. Ok, đến cái level 5 này, qua 5 màn này chúng ta sẽ tiêu diệt boss và chúng ta sẽ nhận được cái xem lần này chúng ta sẽ được bao nhiêu titan nhé. Ok, đó, Titan rớt ra này. Chúng ta sẽ vào lụm này. Ok, được khoảng 0,21 Titan anh em ạ. Đó, thì chúng ta sẽ không nhận được hết đâu bởi vì là chúng ta mới hiện tại mới sở hữu một cái vật phẩm NFT thôi. Rất là ít thôi. Thì càng nhiều NFT thì chúng ta sẽ nhặt được càng nhiều đồng Titan mà khi chúng ta đánh thắng boss. Đó, ok, chúng ta nhận được 0,02 Titan tiếp này. Khá là hay đúng không ạ? Thì cái này chúng ta hiện tại nhiều bạn cũng hỏi mình là cách để chúng ta có NFT để chơi cũng như là cái ROI, thì ROI hiện tại thì cũng cực kỳ rất là khó bởi vì là tùy thuộc vào số lượng Titan chúng ta sở hữu nữa, à, tùy thuộc vào số lượng NFT chúng ta sở hữu nữa, mà chúng ta chơi hoàn toàn nó khá là cuốn đấy và chúng ta chơi lâu được vì lối chơi nó rất đơn giản thôi. Ok, sau mà khi mà mình chơi kết thúc ấy thì mình nhận được 1.114 vàng này, hai cái ngọc màu tím và 0,239 cái token Titan. Ok, một số rất ít thôi, hiện tại mình sở hữu 1 trên 9 cái NFT thôi, cực kỳ rất là ít đúng không ạ? Ok, vậy là mình đã chia sẻ cho mọi người cách để chúng ta có thể rèn ra được các cái vật phẩm. Từ các vật phẩm đó chúng ta audit, dùng Titan để chúng ta audit ra được các cái vật phẩm NFT. NFT đó chúng ta chơi game hoàn toàn là chúng ta sẽ kiếm được NFT, kiếm được Titan và có thể giao dịch mua bán được. Đó. Ok, nếu mà anh em có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào hay là phần nào chưa hiểu ấy thì mọi người cứ comment dưới video nhé và join channel của Bang Bang Gaming để chúng ta cùng có thể thảo luận. Ok, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành ủng hộ cùng Bang Bang Gaming. Nhớ cho team của mình một like này, một đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất cập nhật tin tức thị trường
cùng với bên bên bên. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những đua tiếp theo.